Hello mọi người, anh Hẻm đã quay trở lại. Cuối cùng thì sau 13 tháng, tức là khoảng 400 ngàn, thì cuối cùng chiếc Winx đã hoàn thiện. Thì bây giờ chắc đầu là cái giai đoạn đầu tiên của công cụ mà độ xe đó chính là phá zin em đó. Đây mọi người có thể tiến lại gần đây ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bật cái đồng hồ lên cho mọi người xem, là để coi chiếc xe của mình có đúng như là hiện trạng là sau 400 ngày chưa nổ máy không. Và người ta nói theo kiểu mà vui vui á, có nghĩa là giống như là em gái này là còn đóng mạng nhện luôn á. Đó, Toyota rồi nha, 0 km. Rồi, đó các bạn đã nhìn thấy 0 km. Bây giờ tôi mở cái cốp xe lên nè. Đó, bây giờ cái cốp xe này là xăng bây giờ chưa đổ. Bây giờ tôi sẽ là người đầu tiên đổ xăng cho nó. Thì vì sao lại là mình tự đổ xăng mà không đợi chủ nhân của chiếc xe? Thì xin thưa với các bạn, chủ nhân của chiếc xe nó đã được sớm định đoạt rồi. Và một trong những lý do mà vì sao nó phải mất tới 400 ngày để mà nổ máy đó chính là chủ nhân của nó không muốn đợi chờ cái ngày đó nữa, là muốn quyết định là công khai luôn. Chứ thật ra thì muốn làm cho nó nhanh thì rất là dễ, nhưng mà tại vì sớm thì nó đã là định đoạt của chủ nhân là ai rồi. Thì chủ nhân sẽ được tiết lộ vào phần cuối video của video về một lý do Covid, nên chủ nhân nó không thể nào có thể tới nhận chiếc xe được. Nên thôi mình đã quyết định là mình làm theo lời chủ nhân của chiếc xe là cho xe nó nổ máy rồi đây. Và một lát nữa mình sẽ đi ra hit Honda, biết làm gì không? Mình sẽ mua trả góp thêm một chiếc xe nữa. Đầy bình quá, đầy bình quá, không sao, sang đỏ không sao, do mình đổ quá nhiều quá đầy bình. Rồi lần đầu tiên đổ chiếc xe, sang chiếc xe luôn. Rồi một lát nữa mình sẽ đi ra hit Honda và mình sẽ mua thêm một chiếc Winx mới nữa, và cũng sẽ về cũng sẽ làm cái độ y chang vậy. Và vì sao mình làm đó, có nghĩa là sau khi mà chiếc xe này độ thành công và mình đã quyết định là sẽ làm thêm một chiếc xe nữa, thì dĩ nhiên là chiếc xe cái này khi mà anh chủ xe về thì mình sẽ đi trao tặng cái căn nhà như mình đã hứa đó, một xe một căn nhà trị giá 50 triệu, căn nhà tình nghĩa. Còn với vấn đề mà mình mua thêm chiếc xe nữa thì lát nữa mình sẽ ra hit Honda, vì hiện giờ mình mới nghe thông tin đó là hit Honda nó sẽ có cái chương trình mà mua xe mới sẽ có rút thăm trúng thưởng và có thể trúng được một chiếc Winx nữa. Rồi sau khi di chuyển bằng xe bán tải từ nhà kỹ sư Hẻm tới cái hit gần nhà nhất, thì hiện giờ mình đã tới được cái hit Long Vân 4, Tân Long Vân 4. Thì cái mục tiêu hiện giờ là mình đang đăng ký để mình đi vào cho cái hạng mục bảo dưỡng thay nhớt đầu tiên. Mặc dù cái xe mình chưa có chạy nhưng mà mình được hưởng cái quyền lợi khi mình mua xe là thay nhớt miễn phí. Thôi thì xe để cả một năm mấy trời rồi, trước khi mình nổ máy tốt nhất mình nên thay nhớt mới đi. Thay nhớt mới để mình roda cho nó ngon, chứ nhớt nhiều khi để lâu quá chất lượng nhớt nó thuốc. Thì mình phải đang xếp hàng, thì trong cái thời gian xếp hàng thì mình bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến vào bên trong để mình làm cái thủ tục là mua một chiếc xe Winx khác để cho một cái phiên bản độ kế tiếp. Thì anh em hãy cùng mình để mà bước vào cái hit Tân Long Vân 4 này nha. Thì lý do là vì đang dịch Covid nên bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nếu mà không đeo khẩu trang thì được phạt tiền, nên mình phải nghiêm túc chấp hành, bắt buộc phải đeo khẩu trang nhé. Hôm nay thì năm ngoái anh không biết anh tới đây mua, chắc là mua của bạn kia. Nhưng mà năm nay thì anh muốn mua thêm một chiếc Winx nữa. Thì hiện giờ cái chiếc Winx mà năm ngoái anh mua thì để ngoài kia rồi. Thì năm nay muốn mua thêm chiếc Winx thì bây giờ không biết là cái Winx của mình bây giờ cái mẫu mới bây giờ nó có thay đổi về giá cả hay có chương trình gì khuyến mãi cho anh không? Dạ anh, chiếc Winx mới thì cái này mẫu hoàn toàn mới bên em luôn, và đồng thời bên em đang có cái chương trình đặc biệt cho Winx. Ví dụ như mà anh mua góp thì cái lãi suất chỉ là 0% thôi. Lãi suất 0% luôn, mua trả góp luôn. Đúng rồi. Wow, mua trả góp mà lãi suất 0%. Hợp lý, hợp lý. Với lại ngoài ra mình khi mà mua xe mới xong thêm cái chương trình khuyến mãi nữa, đó là quay số trúng thưởng, có cơ hội trúng chiếc xe Winx. À hôm bữa anh cũng có nghe là cái chương trình nó rút thăm trúng thưởng nên anh mới quyết định là lần này tới anh mua. Dạ. Thì anh không biết là trúng ở đây nè, nó có cái phiếu nè. Dạ. À đây để mình đọc kỹ nha. Tỷ lệ trúng là 1/15 anh. Tỷ lệ trúng 1/15, có nghĩa là cứ 15 người mà bốc thăm trúng thưởng là sẽ có thể có một người mà trúng được Winx. Rồi món quà siêu khủng. Dạ. Tặng luôn cả mũ bảo hiểm luôn. Dạ, nếu mà trường hợp như mà anh không quay trúng xe là chắc chắn là mình sẽ được cái mũ bảo hiểm. À có nghĩa là không trúng xe là chắc chắn là sẽ có mũ bảo hiểm. Dạ đúng rồi.
Rồi thì ngoài xe ra thì còn phần quà nào khác nữa không? Đã có phần quà tại cửa hàng bên em, đó là một cái nón bảo hiểm, một cái nón bảo hiểm áo mưa nè. Áo mưa dạ, 4 lần thay nhớt, 4 lần thay nhớt luôn, hai phiếu rửa xe miễn phí luôn. À, hai phiếu rửa xe miễn phí. Ôi vậy là quá ngon, vậy là cái xe của nếp kêu mình sẽ được thay nhớt miễn phí, tại vì năm ngoái mình vẫn chưa xài hết mua hết này nên lần này mình sẽ quay lại mình thay luôn. Rồi bây giờ thì thôi ok, thì bây giờ anh sẽ tiến hành để anh mua trả góp luôn. Thì bây giờ mình mua trả góp thì mình sẽ làm thủ tục này thôi. Dạ thì em sẽ mời anh mua đây có bạn được góp cho anh thành. Rồi ok. Làm việc với anh này để trả góp của tay đúng rồi. À hello em. Rồi hôm nay anh nghe bạn nói tư vấn là bạn bữa nay có chương trình trả góp 0% lãi suất luôn. Đúng rồi. Là không cần tiền cũng mua được. Dạ không có nha, cái này phải đưa chiếc một khoản nha. À là vẫn phải đưa chiếc một khoản đúng không? Đúng rồi. À, bởi vậy mới nói không có cầm tiền sao lấy được xe. Đúng rồi. Rồi ok, vậy thì cái giá xe của mình là bao nhiêu ta? Anh tính lấy màu đen đó. Chiếc màu đen nhám đó đúng không anh? Ừ, chiếc màu đen nhám. Ví dụ chiếc đó là 48 triệu đi. Đó, 48 triệu thì giá xe 48 triệu này anh làm ơn anh đưa trước giùm em khoảng 18 triệu nha. Cho nó chẳng tiền. Cho chẳng tiền đó, quay lại được tới 30 triệu trả góp 0% trong vòng 12 tháng nha. À, trả góp 30 triệu trong 12 tháng, phần còn lại đưa trước 18 triệu thôi là bữa nay lấy xe luôn. Đó, mình tính lấy con màu đen đó đó. Đó, quay coi con màu đen. Lần này mình sẽ làm con màu đen. Rồi, ok, vậy thì bây giờ cái thủ tục bây giờ anh cần cái gì? Cần chứng minh nhân dân bằng lái này, hoặc là chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu anh không bằng lái. Chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là sổ hộ khẩu với lại chứng minh nhân dân. À, đúng rồi. Đó, mà anh có bằng lái. Rồi, có chứng minh nè. Có bằng lái. Rồi tiền mình thanh toán chuyển khoản hay là qua thẻ hay sao em? Cái phòng các thứ anh muốn thanh toán sao cũng được. Rồi ok, vậy anh sẽ thẻ đi. Chứ anh cũng không có tiền mặt. Nói chung là mình chỉ có cái thẻ tín dụng thôi, lỡ vay vay cho chót. Xài thẻ vay 18 triệu rồi 30 triệu bên đây cho trả góp 0% trong 12 tháng luôn. Rồi bây giờ em xin biết thông tin anh nộp cho mình nha. Ok, cảm ơn em. Ký nháy rồi đúng không? Rồi ok. Nãy giờ ký 3 chữ ký rồi đó. Nháy cái nữa. Bốn cái chữ ký rồi đó. Rồi ok. Chỗ này ký chữ cuối cùng. Rồi ký gõ họ tên luôn. Là một lần làm là phải ký 5 cái. Được 30 triệu. Đó. Rồi ok, hồ sơ mình xong rồi anh. Rồi giờ là lấy xe được chưa? Rồi mấy người mang kia thông báo. Rồi em đi tự hướng dẫn ha. Giờ anh không tiền. Rồi ok. Rồi bây giờ em có toàn. Đúng rồi. Winix phiên bản màu đỏ mới, đúng rồi, chính xác. Nãy thì bên kia là hợp đồng màu đen nhưng mà anh đổi lý lại màu đỏ. Dạ, chuyển khoảng 18 triệu thì chị đó rồi đúng không? Rồi rồi ok, ôi tức thiệt luôn á, cái khúc mà quay có thăm trúng thưởng là nó hết pin, nãy giờ sạc 15 phút với lại có pin nó quay tiếp đó, trời tôi trúng con Winix rồi, quá dữ luôn. Bây giờ là làm thủ tục bàn giao cho tôi luôn, vô lấy ơi. Ôi mừng quá tuyệt vời bàn tay vàng trong làng bốc số 1/15 mà bốc trúng luôn, bốc trúng cục vàng luôn, quá dữ. Vàng bữa nay năm mấy triệu lượng rồi, bốc trúng con này 48 triệu là sắp được lượng vàng rồi. Rồi hay quá. Rồi tuyệt vời, cảm ơn hai em gái luôn. Rồi, mừng quá. Rồi, lần này là chơi luôn hai chiếc xe Winix luôn nha, làm hai chiếc siêu phẩm luôn, nhưng mà chắc khoảng 400 ngày nữa mới xong quá. Đấy chứ hên xui thôi, tùy vào nhiệt độ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới phần dắt xe ra để làm thủ tục lấy xe đi về. Vậy thôi, rồi. Cùng làm hai chiếc luôn. Lộn rồi, xe trúng, xe mình lấy cho xe kia trước. Kệ nó chứ sao cũng làm nó trúng à. Lấy luôn rồi, gấp dữ rồi. Gấp luôn. Đi luôn. Quá mày. Mày quá trúng. Ôi tuyệt vời. Đây là chiếc mà mình sẽ lấy, chiếc màu đỏ. Mình rất là yêu thích màu đỏ. Kia là con Winix, nó đang thay nhớt, đã sắp xong thay nhớt rồi. Còn kia là một chiếc màu xám mà mình đã trúng ở trong vòng bốc thăm quay số. Bây giờ là các anh nhân viên đang trong cái giai đoạn cuối cùng là kiểm tra xe đổ xăng và gắn cái biển xe sinh số cho hai chiếc xe của mình luôn. Là bữa nay mình đi về với 3 chiếc xe. Tuyệt vời, mua một mà được hai. Đó, các anh kỹ thuật viên nó đang xử lý những công đoạn cuối cùng trước khi mà mình có thể lấy xe ra thôi. Kiểm tra là mọi thứ, nhớ đổ xăng đầy cho em nha anh ơi. Rồi, thay nhớt rồi. Mặc dù xe chưa nổ máy, chưa chạy nhưng mà thay nhớt là cứ thay đi, được tặng tới 4 lần thay nhớt là tội gì. Còn đây 3 lần nữa rồi. Đấy, đây, chiếc này là trúng nè.
tuyệt vời chưa? Mẫu mới luôn nha, mẫu mới, tem mới luôn. Kỳ này chắc về có khi CD nghĩ lại chắc bán luôn quá. Xe đâu mà đợi cho hết được. Tuyệt vời, bây giờ mình sẽ bắt đầu, sau khi mấy anh kiểm tra xong mình sẽ bắt đầu dẫn ra trước tiếp. Để vừa quay phim vừa review luôn cả mấy chiếc xe cho mọi người coi nha. Đang quay luôn. Chắc xe đó mệt quá trời luôn á, còn không biết có quay phim đâu. Sau một buổi chiều trời mưa và hiện giờ vẫn mưa thì bọn May đã tới, bàn tay vàng đã móc thăm chúng được một chiếc xe vàng. Hiện giờ đây là ba chiếc xe, mà một chiếc mình đã mua thì năm ngoái cái đây 400 ngàn, hai chiếc kia là một chiếc chú, một chiếc mua. Thì bây giờ mình sẽ không tập trung vào những chiếc xe kia nữa, niềm vui nó quá nhiều rồi, bây giờ mình sẽ tập trung vào review chiếc xe này. Con Winx độ 400 ngày nó đem ra vận may cho mình thế nào. Và đầu tiên mình xin tiết lộ luôn, đây là chiếc xe đã sở hữu của anh Tony bên Mỹ. Anh đã trả 50% số tiền kể từ ngày mà bắt đầu mình dự án độ. Điều đó dẫn đến lý do là vì sao mình phải đợi tới năm nay mùa hè để mà đợi anh về để nhận xe. Nhưng mà vì mùa dịch nó không về được nên mình quyết định là mình công khai luôn theo ý kiến của anh Tony. Và chỉ còn đợi ngày anh quay về và trả 50% còn lại là chúng ta sẽ có thể chích 50 triệu ra để xây dựng một căn nhà tình nghĩa và mang tên của anh Tony và mang tên của anh Hẻm. Đấy, thì tổng quan sơ bộ là như thế. Và hôm nay thì một cái niềm vui nó lại nhân đôi khi mà bữa nay mình đem chiếc xe của anh Tony rất là may mắn. Một con số cực kỳ may mắn, 286 có nghĩa là mãi phát lộc. Đem tới Hit Honda Tân Long Vân 4 ở ngay góc đường Trần Quốc Thảo với lại đường Kỳ Đồng. Thì trong quá trình mua mình đã bàn tay vàng mình bóc trúng được một chiếc xe Winx nữa, lấy một chiếc màu đỏ, trúng theo một chiếc màu xám. Lần này thì mình không biết phải đi về bằng gì, tại vì mình đi có 2 người 2 xe, mà bây giờ quay về đó 2 người 4 xe nên có thể là mình sẽ phải cầu cứu xe tải cứu hộ để chở một lần 4 xe về luôn cho nó gọn. Đấy, bây giờ sẽ là một cái phút giây ngẫu hứng của anh cameraman bắt đầu quay chọn bộ 3 trong cái ngày hôm nay. Okay. Bây giờ phải đi tìm số cứu hộ để gọi. Toàn bộ là xe mới chưa có xăng luôn nha, Bây giờ mình sẽ vô để coi cái bản final. Final là sau khi test xong lần cuối cùng này cái bản dyno tốt nhất thì xe nó sẽ được là cái mã lực bao nhiêu cho một chiếc xe mà đi vào cái bánh phượng như vậy. Thì hôm nay rất là vui khi mỗi lần mình tới thì anh Phùng VRT là người đích thân xuống dyno chiếc xe này, nên lúc nào cũng lấy làm vinh hạnh khi được anh Phùng ưu tiên cho những cái dự án lớn của cái xe em. Rồi, chào anh Phùng ơi, hello anh Phùng. Rồi, cảm ơn anh Phùng đã cùng VRT giúp hỗ trợ cho chiếc xe yêu dấu này một mà đến khách hàng. Rồi bây giờ anh Phùng sẽ bắt đầu chạy dyno lần cuối cùng trước khi mà bàn giao xe cho kỹ xe em. Như các bạn đã nghe, tiếng bô khi mà nổ máy để yên gan ti nó rất là trầm ấm. Nhưng mà để thử xem coi khi mà chạy tua với tốc độ cao, tua máy cao thì nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, bắt đầu luôn. Dyno ở các cấp số thì ở số 3 thì được 14.28 mã, ở số 4 15
mã và ở số 5 là 15.8 và số 6 là gần 16 mã. 16 mã lực và đạt ở tốc độ khoảng 105 cây số một giờ. Ồ, đây là một con số rất là ấn tượng, mạnh hơn Seijin nhưng mà sát thì lại trần càng hơn. Vậy là quá ổn, đây là một chiếc xe quá ổn để cho Anthony rồi. Hy vọng là mọi người nãy giờ đã nghe tiếng vô của nó và cực kỳ thích thú với nó. Yeah.